Xin chào. Đã lâu lắm rồi Nga không lên mấy cái video thường nhật kiểu như là weekly vlog ấy. Tại vì đợt đi chơi tháng 7 á, Nga có nhiều footage quá. Edit mãi được 5-6 cái travel vlog nó mới hết. Chính vì vậy Nga biết là tháng 8 chắc là mình sẽ post toàn là video du lịch thôi. Nên Nga đã không quay weekly vlog trong tháng này. Có nhiều bạn nhắn tin trên Instagram hoặc là comment trên video của Nga là mấy bạn rất là thích xem daily vlog của Nga. Nga cảm thấy rất là vui, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nga sẽ quay trở lại content weekly vlog vào tháng 9. Còn video ngày hôm nay sẽ là tổng hợp những cái giây phút rất là đáng nhớ trong tháng 8 của Nga. Mong là mọi người sẽ thích video này. Đối với Nga thì tháng 8 ở châu Âu là một cái tháng rất là hối hả và bận rộn. Không phải bận rộn vì công việc hay là học tập đâu, mà bận rộn với những cuộc hội họp bạn bè, với việc lên kế hoạch đi du lịch, đi chơi, đi xả stress và cả tìm những niềm vui để làm mới bản thân nữa. Ở Bruxelles thì Nga có khá là ít bạn người Việt đồng trang lứa. Vòng bạn bè của Nga ở đây thì hầu hết là các bé sinh viên năm nhất, năm 2, năm 3. Và chính vì thân thiết với toàn là sinh viên như vậy, nên tháng 8 của Nga cũng có phần đặc biệt hơn. Về mặt này thì có hai lý do. Thứ nhất, đối với du học sinh ở đây thì tháng 8 chính là tháng nghỉ hè, nên là tần suất gặp mặt của tụi mình tăng lên đáng kể. Khi còn trong năm học thì hầu hết là chỉ gặp nhau vào cuối tuần và một tháng chỉ một hai lần mà thôi. Nhưng trong tháng này khi mà tụi nó đã thi xong hết rồi thì gặp nhau hoài, ngồi ăn uống với nhau rồi lên kế hoạch để cuối tuần mở tiệc BBQ. Ở đây tụi mình cũng có quen biết một số bạn người Mỹ gốc Việt. Và nhà của mấy bạn đó thì có sân vườn rất là rộng, nên mỗi lần mà muốn mở tiệc BBQ ngoài trời đông người á, thì tụi mình hay qua kiểu mượn vườn nhà mấy bạn đó vậy đó. Cảm ơn Kim. Đã cho mượn và cả gia đình Kim và gia đình Kim đã cho mượn cái chỗ này. Thế là ai tiếp tiếp gọi đi. Thôi thôi. Hôm nay mình sao hả? 1, 2, 3, yo. Và nếu như mọi người không biết thì tửu lượng của Nga rất là kém. Đây là Nga sau một chai bia rưỡi. Còn tụi nó thì nếu gặp nhau vào cuối tuần thì thường là tụi mình sẽ mở tiệc vào thứ bảy và ngày hôm sau lại tiếp tục đi chơi với nhau. Hôm đó là lần đầu tiên được chơi bia, cảm thấy rất là thú vị luôn. Chơi xong rồi tụi mình lại tiếp tục tụ họp nhẹ nhàng bằng cách mua pizza hoặc là gà rán, ăn thêm một bữa với nhau xong rồi ai về nhà nấy. Ngoài những buổi tiệc ăn mừng kết thúc mùa thi, kết thúc năm học, thì lý do thứ hai khiến cho tháng 8 trở nên đặc biệt với du học sinh chính là những buổi tiệc chia tay để mấy bạn đã hoàn thành chương trình học về Việt Nam. Có vài bữa thì Nga cũng bày đặt thể hiện tay nghề nấu ăn của mình một chút. Chắc là hương vị quê hương dân dã cho nên là được feedback rất là tốt. Xin chào Đức, mặc dù không biết là Đức có xem cái vlog này không, nhưng mà tụi chị đang trên đường xuống Love Vinh đây và mấy đứa đang là ngồi viết thiệp cho em. Thằng Bình nó đang giả bộ thôi. Bình nó đang brainstorm rất là nghiêm túc, không biết viết gì cho anh trai. Đây là cách con rồng cháu tiên viết thư tạm biệt, chúc anh mẹ tròn con vuông. Kachima, baby Kachima. I want to say goodbye.
Sau cái hôm được thử chơi pizza thì Nga cảm thấy là mình đã ở trong nhà làm việc và sống online quá lâu rồi. Cho nên cuộc sống thực sự, cuộc sống mà offline của Nga ở đây á, nó không có được phong phú một tí nào. Cho nên Nga đã rủ mấy đứa em sống ở Bruxelles, chiều chiều gặp nhau chơi thể thao nhẹ nhàng để Nga có lý do và động lực ra ngoài nhiều hơn, tận hưởng không khí mùa hè khi mà thời tiết vẫn còn đẹp như thế này. Ra đây chỉ lụm cầu thôi. Ngoài ra Nga cũng muốn khám phá và thử một số trò mà Nga chưa chơi bao giờ ấy. Ví dụ như bóng bàn nè. Trời ơi, nhìn tưởng dễ mà khó không tưởng. Thực ra bảo gặp nhau chơi thể thao về thôi, chứ chính xác thì chỉ chơi có một chút xong rồi lại lôi nhau đi ăn á mà. Cũng như vậy mà thông qua tụi nó, Nga biết thêm được nhiều quán ăn ngon của Bruxelles. Đặc biệt là Nga đã tìm được một cái quán bán bánh mì rất là giống Việt Nam luôn. Trời ơi, ăn được một lần là cứ quay lại ăn hoài. Mỗi lần đi tập cái gì đó xong là lại ra đó ăn. Quán này còn có cả bún bò nữa. Tuy không có nhiều topping xuất sắc nhưng mà cái vị thì khá là giống bún bò trong Sài Gòn. Ăn xong thì cả đám mình đi dạo loanh quanh Bruxelles để tiêu hóa hết cái đống đồ ăn vừa mới nạp vào trong người, hoặc là tìm một quán nào đó để uống nước. Lâu lâu lại mò tới mấy cái chỗ nổi tiếng của Bruxelles, ví dụ như chỗ tượng cô bé người tè này nè. Người ta hay nói là của nhà không thiên á, nên thường là mình sẽ không biết nhiều về thành phố mà mình đang ở. Chỉ khi nào đi với bạn bè thì mình mới chịu khám phá thôi. Sau mấy ngày ăn uống ở bên ngoài quá nhiều thì Nga cảm thấy cơ thể của Nga cần phải detox. Nhưng mà chưa kịp làm gì thì Nga lại bắt đầu đón bạn qua chơi rồi. Nga đang ăn waffle ở cái chỗ này. Đức Anh với My hồi sáng nay qua chơi nè. Hôm qua Nga mới tới đây, May lại dắt My và Đức Anh qua đây. Ở Bỉ không có gì ngoài những cái tượng đi tè. Đang là mùa du lịch mà, cho nên là bạn bè của Nga ở những đất nước khác á, cũng hay ghé qua Bỉ chơi, nhất là vào cuối tuần. Mọi người ở đây hay kiểu, ai ở đất nước nào thì sẽ là host của đất nước đó. Bạn bè mà cứ lần lượt ghé thăm nhau, thì một hồi là cũng đi được khắp cái châu Âu luôn á. Thực ra có bạn qua chơi thì Nga cũng không có biết dắt mọi người đi đâu, cũng vẫn là cái bệnh của nhà không thiên á mà. May là ở khu nghị viện châu Âu có khá là nhiều hoạt động, nên lúc My và Đức Anh tới thăm thì Nga đã dắt hai người đó đi tới chỗ này. Đây là House of European History, là một bảo tàng về lịch sử của châu Âu và lịch sử của thế giới. Khi chưa tới thì Nga không nghĩ là nó lại to như thế này. Nó có tới tận 6 tầng và hôm đó tụi mình đi không có hết được. Cái khối khổng lồ mà mọi người vừa nhìn thấy là một tác phẩm nghệ thuật rất là đặc biệt. Nó có tên là Vortex of History, tạm dịch là dòng chảy của lịch sử. Được tạo nên bởi rất là nhiều vòng xoáy bằng kim loại quấn quanh một trụ ở giữa tòa nhà, mà trụ này cao bằng 6 tầng lầu luôn ấy. Trên những thanh kim loại uốn lượn này thì có khắc 27 câu trích dẫn liên quan tới lịch sử phát triển của châu Âu. Bình thường ở đây thì có thể ngồi nghỉ và ngắm view bên là tầng trên cùng, trạm cuối. Nhưng mà bây giờ chỉ còn 15 phút là đóng cửa và ra cũng không ngồi được. Bảo tàng này khá là thú vị và mở cửa miễn phí, nên nếu có dịp đến Bruxelles thì mọi người nhớ ghé qua nha. Tới hôm nay thì tiện anh sẽ đi ăn bisso. Đây có một cái salad phô mai trâu rất là ngon. Đúng nhàng hả? À, Đức Anh thấy sao, ngon không? Ok. Ok, nè. Còn đây là sốt pesto. Ngày hôm sau thì tụi mình có đến thăm Atomium. Đây là một công trình được cho là biểu tượng của Bruxelles. Kiểu như ở Paris có tháp Eiffel thì ở đây có Atomium vậy đó. Ý tưởng để xây dựng nên công trình này được lấy cảm hứng từ một chương trình gọi là Atoms for Peace, tạm dịch là nguyên tử vì hòa bình. Với thông điệp, năng lượng nguyên tử không còn được coi như là một vũ khí chiến tranh nữa, mà là một nguồn năng lượng vì hòa bình. Xem online xem có cái đổi không. Bị online.
quầy. Hướng bên trên như này vậy mà hướng xuống dưới giờ thấy gì? Trong web của tụi mình còn có một cái design museum cách đây 350m nữa, bây giờ tụi mình sẽ đi ra đó. Nhìn cứ như đi IKEA nhưng mà thời xưa. Người ta gọi là sự phát triển của một cái ghế, sự tiến hóa của một cái ghế. Từ khi bắt đầu sống tự lập ở đây, vì phải xa gia đình và những người bạn cũ, cho nên Nga cảm thấy rất là quý mỗi lần mà có bạn từ nơi khác đến thăm như thế này. Hẹn gặp lại. Dù chỉ gặp nhau chóng vánh vào một cuối tuần thôi, nhưng mà tụi mình đã chơi rất là vui. Hẹn sớm gặp lại My và Đức Anh ở Bruxelles hoặc là ở Rotterdam nha. Mà My và bắt Nga chạy theo em. Video lần này đến đây là hết rồi. Đây mới chỉ là một nửa tháng 8 của Nga thôi đó mọi người. Mọi người đã hiểu vì sao Nga nói rằng tháng 8 của Nga rất bận rộn chưa? Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ các video của Nga. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye bye! On my mind.